empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello, xin chào bạn và chào mừng em trở lại kênh của Vùng Bài Mobile Việt. Và trong clip là mình sẽ chơi Soái Ca Triệu Vân đi rừng, phong cách đi rừng ở phiên bản đấu trường sinh tử nhá. Và trình bày anh em cái trang bị vị tướng Triệu Vân đi rừng theo cầu của rất nhiều anh em. Đồng thời thì mình sẽ làm video clip tặng fan. Fan của mình trong clip này đó là bạn Đông với nick trong game là Đông Nhị Khê. Bạn Đông có một cái sự việc rất là quan trọng trong cuộc đời, đó là thi chuyển cấp từ cấp 2 sang cấp 3, lớp 9 sang lớp 10 rồi anh em ơi. Đó, chỉ còn hình như là ngày mai, ngày 1-2 hôm nữa là bạn ấy thi rồi anh em ơi. Và Mô Việt xin chúc bạn Đông có một kỳ thi thật là may mắn này. Trước hết là may mắn, đi thi phải may mắn cái đầu tiên anh em ơi. Thứ hai đó là ôn đề nào trúng đờ đầy đó ấy. Thứ ba đó là được thành tích rất cao vào trường như mong muốn, vào trường có thể là vào trường chuyên hay là vào trường phổ thông bình thường được. Ok, đấy là cái nguyện vọng của anh em. Anh em nghĩ là anh em có nguyện vọng gì là sẽ được toại nguyện nhá. Rồi, đồng thời mình cũng chúc tất cả anh em đang thi, đang trong kỳ thi từ lớp 9 sang lớp 10 có một kỳ thi thật thành công và chắc chắn là phải vào trường như ý của các bạn. Đấy. Có nhiều anh em lại thi vào những trường chuyên, có nhiều anh em lại thi những trường phổ thông bình thường, và thậm chí là có những em chỉ cần vào những trường dân lập bình thường thôi. Đấy, mỗi người một cái nguyện vọng theo cái học lực của các bạn. Chúng ta phải cố gắng nhá. Đây là kỳ thi rất quan trọng đến cái tương lai của anh em. Một là anh em tiếp tục con đường học tập, và hai là các bạn có thể là nếu mà không thi vào trường nào thì các bạn phải đi học nghề. Mà học nghề thì rất là vất vả. Đấy, con đường học sinh của các bạn vẫn còn 3 năm nữa cơ. Đấy, anh em cố gắng nhá. Rồi, trở lại trận đấu, và trong clip này mình sẽ chơi Triệu Vân. Vị tướng anh em yêu cầu rất nhiều anh em ơi. Bởi vì nick của bạn Đông thì mức danh bạch kim, mà cái danh này thì Triệu Vân xuất hiện rất nhiều. Triệu Vân, Van Hên. Đó. Rồi. Cái pha này mình không vội lộ mặt nhá, bởi vì chưa thấy rừng thì bạn đây rồi, thấy rừng thì bạn rồi. Anh em phải nói chung là đấy, bất biến dĩ vạn biến. Đó, mình bất động, mình xem đối phương di chuyển thế nào đã, mình bắt bài phản ganh. Ok. Ryoma bị áp sát rồi anh em ơi, và lấy gì chạy đây? Khi mà có một đỏ cộng với cái chiêu cuối của mình. Thực ra nick bạn Đông đó là nick sử dụng bảng ngọc thập cẩm, gồm có các chỉ số công phép, trí mạng, xuyên giáp phép, và hút máu phép, đấy, tốc chạy và hồi máu, vân vân và vân vân. Và bảng ngọc này sẽ giúp anh em đánh Triệu Vân rất là phế, nhưng không sao, đơn đánh tốt bởi vì đây là mức canh bạch kim thôi. Mình di chuyển tốt hơn, thành ra mình sẽ có lợi thế nhiều hơn anh em ơi. Các bạn chơi Liên Quân, game chiến thuật, di chuyển đó là điều rất quan trọng. Ăn rồng rồi các bạn ơi, ăn rồng nghe đi bạn ra bây giờ. Game mình ăn rồng mình không hỗ trợ đâu nha, đừng có đánh nhau. Uầy. Đấy, nếu mà ăn rồng thì xong lâu rồi, còn mình sẽ hỗ trợ đập luôn này bạn ơi. Chạy đâu, có chưa cuối gì nha. Đấy, mời Nga đến hơi chậm, tiếc quá. Cứ nhắc bay mất rồi. Thôi bỏ bạn ơi, hết mana kìa. Một lần nữa gửi lời chúc may mắn đến toàn thể anh em thi lớp 9 sang lớp 10 nha. Đó, lời chúc may mắn, và các bạn hãy cố gắng thật hết sức mình nha. Ok. Với trang bị kiếm truy hồn cho Triệu Vân thì khi có các bạn có cái bồ xanh, gần như là các bạn mắc hồi chiêu rồi. Chiêu thức sẽ được sử dụng liên tục, và Triệu Vân là vị tướng rất cần chiêu thức để mạnh, nhất là chiêu cuối và chiêu 1. Chiêu 1 giúp Triệu Vân khóa giải khống chế, tăng tốc chạy, áp sát mục tiêu rất dễ dàng. Chiêu cuối cũng giúp Triệu Vân tăng miễn thương và tăng sát thương chuẩn. Đấy, rất là mạnh. Rồi, nhưng mà đầu game thì bị cần Trinac và Ryoma rất khỏe.
Chạy lối lên đấy kia mình đập sấp mặt, nhưng bây giờ thì thôi đấy, Dioma bây giờ mình đập sấp mặt luôn. Bởi vì Dioma bị tướng đấu sĩ, nhưng mà nếu mà áp sát thì sẽ rất là yếu, áp sát thì rất là mỏng và sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Ở khi các bạn đi rừng thì anh em cố gắng kiểm soát được các cái con bùa lợi cho team. Thứ nhất là con rồng, thứ hai là con rơi. Con rơi phải cố gắng ăn nhé, con rơi sẽ giúp anh em hồi phục máu ấy. Và biết ngay có thanh niên đây. Biến về đi, rồi, chạy đâu. Bạn Văn Hê này phản ứng hơi chậm, thành ra là bị giết rồi, vẫn không hiểu tại sao. Rõ ràng là biến về rồi. Ở Triệu Văn Túng là một tướng mà anh em được gắn cho cái danh hiệu đó là Trực Châu, gần như vị tướng Văn Hên. Bởi vì cái lượng fan của anh em chơi Triệu Văn rất là đông, và nhiều khi thì anh em chơi vị tướng này bị fit đó, thành ra bị gắn ra cái danh hiệu là Trực Châu. Nhưng mà chẳng có tướng trong Liên Quân Mobile nào Trực Châu đâu anh em ơi. Và cái Trực Châu thì cũng không phụ thuộc vào tuổi, mà là tính cách và cái thể hiện cái việc anh em làm như thế nào thì Trẻ trâu nhá, chứ không phải là độ tuổi là trẻ trâu, cứ ít tuổi là trẻ trâu là sai. Có thể là những người mà tóc bạc rồi vẫn có phong cách trẻ trâu như vậy. Rồi mình đến đây, Dioma một bé tiếp tục nè, nhưng mà vào trụ rồi thôi. Ở đánh Triệu Văn thì anh em xuất kỳ bất ý là anh em xuất hiện bất ngờ từ bụi cỏ ra, tiêu diệt tướng địch bằng cái combo chiêu cuối, hoặc là chiêu một bật trước sau dùng chiêu cuối chiêu hai. Nếu áp sát được rồi dùng chiêu cuối trước nhá. Và anh em căn cái khoảng cách bật chiêu cuối, bật chiêu một để áp sát tướng địch thì gần gần thôi, đừng bật quá xa. Nếu anh em bật quá xa thì khi anh em dùng chiêu cuối thì không thể áp sát tướng địch và sắp sát thương được, như vậy thì sẽ là rất là yếu. Đó, tầm đứng gần mình bật chiêu một nên thì cái tốc độ chạy nó vẫn còn ghi hiệu lực mà. Rồi về đối bạn ơi. Đấy, anh em có thể thấy phong cách Triệu Văn lên cái kiếm truy hồn hồi chiêu rất nhanh, và mình sẽ lên cái đi yoga chứ không lên áo choàng băng giá nhá, bởi vì đi yoga sẽ giúp Triệu Văn có tốc chạy khi tấn công mục tiêu, cái này giúp Triệu Văn áp sát mục tiêu dễ dàng hơn. Đó, kiểu bạn Văn Hê này là không chạy được đâu. Đó đó, chạy làm sao được khi hồi chiêu của mình rất nhanh. Và bổ chiêu cuối thì Mina cũng nên bản đồ số với tốc độ bàn thơ. Trụ này. Ở đánh trụ thì các bạn có một mẹo là đánh trụ nhanh, đó là các bạn tấn công bổ chiêu cuối vào cái con quái, con lính nhá. Sau đó tấn công trụ thì sẽ có khả năng gây sát thương trượt trụ và trụ sẽ rất nhanh bị bốc hơi. Rồi trận này có Q-Rod, Triệu Văn và Q-Rod solo kinh công ngày phút này quá đơn giản. Được ngay mà. Đỉnh KS kinh công của mình không được đâu cáo ơi. Rồi bắt đầu team bạn đã có những pha gọi là mâu thuẫn chửi nhau. Cái này thì sẽ khiến cái tỷ lệ thắng của team bạn giảm xuống cái con số 0% mà như vậy, khi mà chửi nhau và đang thua thế này. Đấy. tự bay ngu như heo. Đừng chửi mọi người như thế. Cái này, cái game Liên Quân Mobile này là một game chiến thuật mà anh em ơi, phụ thuộc đồng đội thôi, với cả phụ thuộc tùy trận đấu đấy chứ không một trận đấu không để quyết định được, vài trận đấu không để quyết định là bạn này ngu hay bạn này khôn được anh em ơi. Đấy rồi ấy, rồi bổ chiêu cuối này, một mạng, hai mạng, ba mạng lát nơn trụ. Ok, như vậy là video clip mình chơi vị tướng Triệu Văn, trình bày nhanh cái trang bị Triệu Văn, và chúc bạn Đông có một kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 sang cấp 3 thật là hiệu quả, thật là thành công. Đó, ok. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Hãy
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.